Kính thưa các bạn, hôm nay Quốc Võ tiếp tục cập nhật những thông tin rất là hữu ích về cái đề tài vụ án của Hồ Duy Hải. Chúng ta bắt đầu đã phát hiện ra nhiều cái tình tiết mà mới lạ. Phải nói đây là những một trong những cái tình tiết mà nó liên quan đến cái vụ án của Hồ Duy Hải để có thể là đưa ra lại để xét xử một cách công minh. Những cái nhân vật mà có quan trọng mà nó liên quan đến cái vấn đề của vụ án này, mà những tình tiết mà chúng ta không thể bỏ qua được các bạn. Thì hôm nay Quốc Võ muốn chia sẻ một cái nhân vật rất đặc biệt, là cái người nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể của hai cô gái, là anh tên là Phùng Phụng Hiếu, là một cái bưu tá ở trong bưu điện, trong ngành bưu điện. Thì thường thường á, mỗi buổi sáng á, thì cái anh Phùng Phụng Hiếu này á, ổng có nhiệm vụ là đi phân phát báo tại các điểm bưu điện ở trong xã. Ví dụ như là ổng lấy báo từ tòa soạn thì ổng phân ra thành từng chồng một, mỗi chồng là bao nhiêu tờ đó, mấy trăm tờ hay là gì đó, thì ổng bỏ tất cả những cái bưu điện ở trong cái xã đó hoặc là huyện đó. Thì lúc đó 7 giờ sáng các bạn, 7 giờ sáng ngày 14 tây tháng 1 năm 2008, thì ổng đã đến cái bưu điện số 2, gọi là xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, nằm cạnh quốc lộ 1A, xã Nhị Thành, khu vực Cầu Voi đó. Thì cái bưu điện này đặt tên là bưu điện Cầu Voi. Thì ổng gọi hoài mà lại không thấy cửa mở, tức là ổng nghi ngờ có những cái gì đó nó nằm bên trong, cái sự việc xảy ra. Thì ổng mới vội vã ổng leo rào, ổng đi đi vào, leo cổng đi vô, thì đi dọc theo cái bức tường của bưu điện đó bạn, đi dọc ra phía sau. Thì phía sau của cái bưu điện đó là cửa cửa bằng kính, cho nên khi mà ổng ra phía sau thì ổng sẽ thấy phát hiện ra là hai cái xác chết cô gái nằm trong một góc con cầu thang các bạn. Một cái điều Phật đó rất là kinh hoàng xảy ra, mà nó hầu như là nó không bao giờ xảy ra trong cuộc đời ông, cho nên ông rất là sợ hãi. Thì ông vội vã ông leo tường ra ngoài, leo rào ra ngoài để báo công an liền. Thì đây là các bạn biết rằng là đây là cái nhân chứng rất là quan trọng, phát hiện ra những xác chết cô gái này, và được cơ quan chức năng, công an của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã lấy lời khai. Nhưng mà điều đặc biệt cái á, là không cho ông này ký tên vào cái biên bản lấy lời khai và trong cái hồ sơ đó. Cho nên là sau này họ dễ dàng lấy ra những cái bút lục đó ra khỏi, giống như các bạn thấy rõ ràng là những cái nhân chứng, ví dụ như là chị Kim Tuyền là cái người hàng xóm mà nghe cái tiếng la mà thét thất thanh của cô gái mà khi bị giết đó đó, hoặc là anh Long, tức là anh mà ở cái cây xăng mà kiểm tra cái camera hành trình ở trên cái cây xăng đó, thì phát lúc mà cô Vân mà đi mua trái cây, các bạn nhớ không? Cái cô Vân mà đi mua trái cây ở bên cái sạp trái cây sát bên cái cây xăng đó, thì ông check coi lại cái camera đó, thì ông thấy là phải là sau 20 giờ 30 lận, tức là gần 21 giờ, tức là 21 giờ kém 5 phút gì đó, thì còn phát hiện ra cô Vân này còn nằm ở đó. Nhưng mà trong cái lời khai của Hồ Duy Hải thì lại là ra tay với nạn nhân á, là vào lúc là 20 giờ 30, tức là khoảng 8 giờ rưỡi tối. Thì cái chuyện đó là nó không có đúng, bởi vì cái ông Long này, ông thấy Vân này còn đứng mua trái cây ở tại cái quầy trái cây đó là khoảng chừng là 21 giờ kém, tức là gần 9 giờ tối là các bạn. Rồi một cái điều quan trọng nữa là anh Còi và anh Trí. Anh Còi lúc đó là công an xã, và đã vào bưu điện để mua tem hay là làm cái gì đó, và chứng kiến cái nghi can cuối cùng là cái người mặc áo màu hồng, là cái người đó thì không giống như là cái nhận dạng của Hồ Duy Hải, cái người đó mập hơn. Đó là anh Còi và anh Trí, và những cái bút lục đó đã bị rút ra khỏi hồ sơ, bốn tờ tất cả là những cái bút lục, là những bút lục của những cái lời khai của những cái người này đó. Các bạn thấy mà đấy, những cái tình tiết này ha. Thì bây giờ mình cũng phải nói lại về cái anh Phùng Phụng Hiếu này. Anh Phùng Hiếu là cái anh ảnh là người bưu tá của bưu điện, bưu tá đi khắp nơi để bỏ báo. Thì ảnh là nhân chứng quan trọng đầu tiên, ảnh vừa là bưu tá mà vừa là bà con của hai cái người cô gái này luôn, tức là cô Nguyễn Thị Anh Hồng và cô Nguyễn Thị Xuân Vân, đó là anh bà con luôn. Cho nên ảnh khi mà phát hiện ra mà bà con của mình, anh em của mình đó, mà bị giết như vậy, thì ảnh rất là lo sợ, và ảnh lật đật báo công an. Thì ngay lúc đó đó, các bạn biết không, là đại tá Lê Văn Hữu là giám đốc công an tỉnh, và ông đại tá Phan Chí Thanh là phó giám đốc luôn, đã cũng có trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng điều tra cái vụ án này. Thì theo cái tờ báo Công an Nhân dân họ đăng vào cái ngày 15 tây tháng 1, tức là sau đó một ngày đó,
thì đã ghi rằng là lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008 thì như thường ngày là anh Phùng Phụng Hiếu là bưu tá đã mang báo đến giao tại các bưu điện văn hóa xã. Thì khi đến bưu điện số 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nằm cạnh quốc lộ 1A, xã Nhị Thành, khu vực Cò Voi thì không thấy cửa mở. Gọi mãi không ai lên tiếng thì anh đã leo cổng rào vào trong, đi cặp hông tường đến phía cửa sau. Nhìn vào trong thì thấy xác chết hai cô gái nằm trong góc cầu thang. Đó, đó là những cái tờ báo công an đã đăng. Và trong cái vấn đề này á, các bạn thấy là những cái nhân chứng đầu tiên, những cái phát hiện đầu tiên ở trong cái công cuộc điều tra vụ án, là đó là những cái điều rất là quan trọng. Bởi vì sau khi mà điều tra, khi mà lấy hết nhân chứng, xóa hết sạch tất cả những cái bằng chứng tại hiện trường rồi, thì coi như là nó rất là khó khăn trong việc điều tra. Cho nên là những cái bước đầu, khi mà những cái nhân chứng đầu tiên mà phát hiện ra cái xác chết, hoặc là những cái người mà về phía cơ quan chức năng mà vào để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xem xét những cái lời khai, cũng như giống như những cái nhân chứng, những cái vật chứng ban đầu nó nằm tại cái hiện trường đó, là những cái vật chứng rất là quan trọng mà chúng ta không thể bỏ sót được. Giống như là cái thớt nè, cái dao, cái kéo, cái ghế vân vân. Cái thớt dính máu nằm cạnh nạn nhân chẳng hạn, hoặc là cái tờ báo đọc dở dang ở trang thứ năm, hoặc là những cái vết máu nằm trên những cái lavabo, lavabo mà coi như là có những dấu vân tay đó. Rồi sau khi này này mà rửa sạch hết rồi thì làm sao mà phát hiện ra dấu vân tay, trong khi những dấu vân tay đó các bạn biết rằng là 40 ngày sau mới đem đi khám nghiệm, đi đi check ADN, thì lúc đó là nó đã, những vết máu đó nó đã khô và nó đã thối rữa rồi, nói chung là nó không còn tác dụng để check ADN được nữa. Bởi vậy cho nên là những cái bước đầu quan trọng nhất ban đầu đó là những cái đó cần thiết phải giữ lại và cần thiết phải đưa ra trong những cái vật xét xử sau này để định tội cái nghi can. Thì các bạn thấy là đã có nhiều những cái bằng chứng đã đưa ra trong thời gian vừa qua, rất là nhiều những cái tình tiết đã bị sai phạm trong việc tố tụng, giống như là những cái đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra, hoặc là ông viện trưởng viện xét xử tối cao là ông Lê Minh Trí đó, ông đã có những cái kiến nghị đặc biệt lên phía Quốc hội và chủ tịch nước, đã để yêu cầu, để kiến nghị đưa cái vụ án này trở lại xét xử theo đúng cái tình tiết mà cần phải được xem xét. Bởi vì hiện tại bây giờ các bạn biết rằng là cái vụ án này, vụ án rất là lớn, nó liên quan đến quốc tế các bạn. Nó có được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, không chỉ trong nước mà ngoài nước nữa. Bởi vậy cho nên là Quốc Võ là một trong những người cũng rất quan tâm vụ án này. Mình mong muốn làm sao mà cái vụ án này nó được xét xử đúng người đúng tội, chứ không có phải mà bị oan, hoặc là không có phải bị một cái khúc mắc nào gây ra những cái điều phải nói rằng là nó hoang mang cho dư luận. Bởi vì khi mà các bạn search trên Google hoặc là YouTube mà về là vụ án Hồ Duy Hải đó, thì các bạn thấy là hàng trăm những cái clip, những cái này cái nọ, thậm chí cả báo chí chính thống cũng đăng, báo công an cũng đăng, báo Tuổi Trẻ cũng đăng, Thanh Niên, hoặc là rất là nhiều tờ báo khác cũng đăng về vụ án này. Nó liên quan đến một cái nghi can là Nguyễn Văn Nghị. Còn Nguyễn Hữu Nghị đó là một vấn đề khác nữa các bạn. Nguyễn Hữu Nghị là một cái người, nói chung là nó hơi hơi giống tên thôi, ở Long An thôi, chứ là học thật ra thì Nguyễn Hữu Nghị này không có liên quan đến vụ án cả. Mà đó đặc biệt chú tâm đến là cái Nguyễn Văn Nghị, bởi vì những cái tờ báo mà công an dân nhân dân đó vào những năm mà 2008 đã đăng đó, thì đều nhắc đến là Nguyễn Văn Nghị, và trong những hồ sơ vụ án lúc trước cũng đó nhắc đến cái nghi can là Nguyễn Văn Nghị, chứ không ai nói nghi can gì là Nguyễn Hữu Nghị cả. Thậm chí sau này là Nguyễn Mison cũng vậy, thay đổi tên thành Thạch Mison. Đó là một trong những cái vấn đề cần phải lưu ý. Thì điều đó cho nên nó nói lên rằng là ông viện trưởng viện sát cho tối cao là ông Lê Minh Trí đó, ông đã có những kiến nghị rất là chính xác, đúng đắn để đưa lên bên bên phía là Quốc hội và Chủ tịch nước. Tuy nhiên thì cái việc xem xét nó như thế nào thì mình cũng chưa biết. Quốc Võ sẽ từng ngày cập nhật thông tin cho các bạn về những cái việc mà bên phía của Chủ tịch nước đó đã quyết định như thế nào, thì chúng ta sẽ chờ chờ đợi xem thử coi tình hình như thế nào. Còn riêng bây giờ thì mình nói về những cái vấn đề, về những cái sự việc nó liên quan, những cái thông tin mới nhất, những cái tình tiết mà cập nhật, hoặc là những cái nhân chứng cụ thể, những vật chứng gì đó
mà hầu như là bây giờ các bạn biết đó, nó hay lắm, hay là ở một điều như thế này nè, là cái thời đại 4.0 đó, cái vấn đề về internet, cái vấn đề về những cái mạng xã hội nó lan truyền rất là nhanh các bạn. Bây giờ cho nên là không khó có thể là qua mặt được lắm. Tức những cái cộng đồng mạng của chúng ta rất là thông minh, thậm chí coi như là chúng ta có thể tự ở nhà mà cũng có thể là tự điều tra được nữa, hay lắm. Quốc võ cũng lấy tin tức, mình ngồi ở nhà nhưng mà mình lấy tin tức từ những người này người nọ, báo chí rồi những tin hồi xưa mình lo coi lại và mình xem xét coi cái khả năng như thế nào để mình đưa ra một nhận định riêng, mà cái nhận định đó nó có logic hay là không thì tùy thuộc vào cái sự nhận định của cái người, người nghe nữa. Tuy nhiên thì các bạn là những người cộng đồng mạng thì chúng ta cũng có những cái điều băn khoăn về cái vụ án này. Không không phải là chúng ta nghĩ rằng là vụ án on site, không phải là vậy, như vậy không phải chúng ta nghĩ rằng là cái nền tư pháp của nước nhà nó đang bị lũng đoạn, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta mong muốn một cái điều rằng là đâu đâu trong đó có những cái thành phần giống như những con sâu làm rầu nồi canh, thì chúng ta phải làm sao để cho nó trong sáng hơn, nó minh bạch hơn, nó liêm chính hơn, để cho cái nền nước tư pháp quốc nhà chúng ta càng ngày nó càng phát triển và nó ngang tầm với lại những cái gì mà nó tiến bộ trên thế giới, phải không ạ? Bây giờ cho nên là nếu mà thật sự mà Hồ Duy Hải mà có tội thì phải định tội, còn nếu Hồ Duy Hải mà thật sự là oan thì phải được minh oan và được trả tự do ngay lập tức, chứ không để cho Hồ Duy Hải phải bị nhốt một cách lao tù, một cách khó khăn như vậy. Bởi vì các bạn biết rằng là nếu như mà một ngày mà ở trong cái tù mà tù tử hình đó, tội tội chết đó, thì không có đơn giản như là chúng ta ở nhà đó các bạn, giống như là một cái tù bình thường đó các bạn. Cái tù mà tội tội tử hình đó thì nó ghê gớm lắm, khó khăn đôi điều và coi như là sống không bằng chết các bạn. Bởi vì tại cho nên là có nhiều cái tử tử tù á muốn chết sớm là vậy đó, tại vì họ chịu không nổi những cái sự mà khắc nghiệt ở trong nhà tù, cho nên là có nhiều người là muốn là ký tên để là xin là được là tử hình sớm là vậy đó, vậy như vậy đó. Cho nên các bạn biết rằng Hồ Duy Hải đã ở trong tù khoảng thời gian tuổi thơ của anh ta, tuổi trẻ là 10 13 năm các bạn. Wow. 13 năm trời ở trong cái tù đó thì phải nói rằng là rất là khắc nghiệt. Cho nên là thật sự là Quốc Võ cũng như tất cả cộng đồng mạng mong muốn rằng một cái điều gì đó nó tốt đẹp nó xảy ra. Nó minh bạch và chúng ta thật sự phải thấy rằng là một cái cuộc mong muốn, chúng ta thật sự mong chờ một cái phiên tòa mới, một cái phiên tòa có cả những cái người công an cấp cao xử lại cái vụ án này đúng người đúng tội, quang minh chính đại cho tất cả mọi người dân chúng ta, trong đó có Quốc Võ luôn, phải là tâm phục khẩu phục, thấy không ạ? Rồi nói chung là chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Bye mọi người, nhớ là ủng hộ kênh Quốc Võ là subscribe nha. Thank you.